Trời mưa bán bánh nướng. Mưa gió ấy ẩm quá, ngồi bán đến giờ này mà hàng họ vẫn còn nguyên. À, xin mời quý khách mua bánh ạ. Cho tôi 2 cái bánh. À, vâng, có ngay. Bánh đông hỏi 1 đồng 1 cái đây. Ừ, hả? Tiếng gì vậy? Kẻn báo động. À, lũ về bà con ơi, chạy mau, lũ to lắm. Trời, lũ, cho vào đây, không lại cuốn đi hết cả. Ừ, có thấy gì đâu, lũ ở đâu ra mà cứ cuốn cuồng lên thế. Nó có tràn về, thì cũng phải chạy kịp khối đây. À, lũ, chạy mau, lũ to lắm. Ôi trời ơi, cơn lũ kinh khủng quá, nó cứ phanh, không thể cưỡng lại được. May mà còn trôi dạt được vào đỉnh núi này. Mà mọi người đâu hết cả rồi, chỉ có 2 chúng ta là sao? Chắc là họ trôi theo dòng nước khác. Ồ, không hiểu sao trong lúc hoảng loạn mà mình vẫn giữ chặt được túi bánh. Tôi thấy đói quá, từ tối qua tới giờ chưa được ăn gì. Này anh có thể bán cho tôi mấy cái bánh được không? Mấy cái bánh thì được bao tiền? Tôi không bán đâu. Lũ thế này có cái ăn mới là quan trọng hơn. Bán cho tôi đi, tôi sẽ mua giá cao cho anh, 10 đồng một cái. Anh đồng ý chứ? 10 đồng cơ à? Chà, vậy thì lời quá rồi còn gì. Chà, có vẻ anh ta mang theo rất nhiều tiền. Đúng lúc lũ lụt thế này, phải chăng thời vận làm ăn mình đang đến? Giá anh mua cao thật đấy, nhưng trong hoàn cảnh này thì bánh của tôi vẫn quý hơn. Nếu anh đổi cả túi tiền kia lấy túi bánh này, tôi mới đồng ý. Hả? Đổi cả túi tiền này để lấy túi bánh đó? Anh thật là... Anh không chịu thì thôi, cứ ôm lấy tiền mà ăn dần cho đỡ đói đi. Tình hình này nước còn lâu mới rút, như vậy mình cứ ôm tiền thì chết đói thật. Được rồi, đổi thì đổi. Mình đổi đời rồi. Đúng là một món hời, chưa bao giờ mình có nhiều tiền đến vậy. Thật là một quyết định khôn ngoan sáng suốt. Nhưng sao đói thế này? Mà thôi, mình đã có ngần này tiền, mai này muốn ăn gì chả được, phải cố chịu, cầu cho nước mau rút. Chết thật, mấy ngày rồi mà sao nước chẳng chịu rút đi. Trời ơi, đói thế này thì chết mất. Biết thế này giữ lại vài cái bánh ăn có phải hay không? Này anh có thể bán lại cho tôi vài cái bánh được không? Ủa, tôi tưởng anh cần tiền hơn là bánh chứ. Tôi cũng là con người, cũng phải ăn mà. Dạ vậy à, tôi có thể bán lại cho anh một ít đấy. Nhưng mà... Thật sao? Tốt quá. Anh còn nhân gì nữa? Nhưng tôi vẫn phải ăn bánh, nên chỉ bán cho anh một nửa chỗ bánh còn lại thôi. Và anh muốn có bánh thì phải đổi cả túi tiền kia cho tôi. Cái gì? Đổi cả túi tiền lấy một ít bánh ư? Anh định cắt cổ tôi à? Không đời nào. Ôi trời ơi, xem kìa, anh đói đến chẳng còn đứng nổi rồi. Nước lũ ít nhất phải vài ngày nữa mới rút. Cứ giữ túi tiền thì có làm anh khỏi chết đói không? Tôi biết rồi, tôi đồng ý đổi. Giá anh hiểu sớm điều này có phải hay không? Tham lam quá làm gì, để cuối cùng bánh cũng chẳng được ăn, mà tiền thì cũng chẳng giữ được. Thôi, anh đưa tôi túi tiền, tôi trả cho anh tiền một nửa số bánh, mỗi cái 1 đồng, như anh vẫn bán. Đời chẳng nên tham lam làm gì anh ạ. Sự ra đời của taxi. Thành phố New York đầu thế kỷ 20. Ông bà không thể mặc cả thêm nữa đâu. Giá mà tôi nói đã phù hợp rồi. $50 là cái giá quá rẻ cho một chuyến xe về Manhattan rồi đấy ông bà. Ông bà không thể gọi một chiếc xe riêng đưa về tận nhà với giá chỉ $50 như vậy đâu. Nếu không tin, ông bà có thể đi hỏi những tài xế khác xung quanh đây. Anh bảo giá $50 mà là quá rẻ sao? Ui trời, chúng tôi không thể chấp nhận mức giá đó được đâu. Hãy giảm giá thêm nữa đi.
Ồ không, tôi rất tiếc. Tôi đã lấy giá rẻ nhất có thể rồi. Nếu ông bà không thể đồng ý với mức giá 50 đô la thì có thể tìm xe khác. Nhưng tôi dám chắc là không một xe nào sẽ nhận với giá thấp hơn nữa đâu. Đi xe ngựa thì chỉ mất có 2 đô la mà thôi. Cậu đắt gấp mấy chục lần đấy. Xem nào, với 50 đô la thì tôi có thể đi về nhà vài chục lần ấy chứ. Hay cậu nghĩ chúng tôi không biết giá cả nên mới hét giá cao lên như vậy? Đi xe ngựa vừa sốc vừa ồn, làm sao bằng đi xe hơi được mà ông so sánh như vậy chứ. Thế bây giờ vợ chồng ông có tiền đi không? Kỳ kèo mất thời gian quá đi. Tôi còn rất nhiều khách đang chờ. Tôi không thể ở đây kỳ kèo mặc cả với ông bà mãi được. Xin ông bà hãy quyết định nhanh cho. Đồng ý đi tiếp hoặc xuống xe đi. Chúng ta đi xe ngựa vậy? Đi xe hơi đắt quá. Thật không thể tin nổi khi mất 50 đô la chỉ để về nhà. Ông ơi, chúng ta có thể dùng số tiền đó để làm việc khác. Thôi, đi xe ngựa đi ông ạ. Biết là vậy, nhưng bà đang ốm nặng thì đi xe ngựa chịu sao được. Thôi thì cứ lên xe đi, sức khỏe của bà vẫn là điều quan trọng nhất. Bà đừng tiếc tiền nữa, không sao đâu. Quả là một người chồng mẫu mực, nhưng đúng là phải trả 50 đô la cho một chuyến xe về Manhattan thì đúng là không rẻ chút nào. Cũng may mà nhà mình gần, đi xe hơi cùng lắm chỉ mất 1 đô la là có thể về đến nhà rồi. Cho tôi về đại lộ số 5 nha. Đến nơi rồi nha, quý ông cho tôi xin 5 đô la. Ờ, cái gì cơ? Từ bảo tàng về tới đây chỉ có hơn 1 km mà ông lấy những 5 đô la là sao? Ông không đùa tôi đấy chứ? Quãng đường ngắn như vậy thì cùng lắm ông chỉ nên lấy tôi 1 đô la mà thôi. Này, ông phải biết ông đang ngồi trên xe hơi chứ. Nếu không có tiền á thì sao ông không gọi xe ngựa mà đi cho rẻ đi. Đi xe hơi vừa mát mẻ lại êm ái như vậy thì ông phải chấp nhận mức giá cao hơn chứ. Hơn nữa bây giờ tôi đã chở ông về đến nơi mà ông yêu cầu, ông không thể mặc cả được nữa đâu. Hãy trả tiền cho tôi đi. 5 đô la cho một quãng đường ngắn thế này là không đáng. Khi mà chi phí anh bỏ ra không quá 50 xu, các anh tính giá như thế này thì thật là quá quắt. Ai dám đi nữa chứ. Ông tính toán cũng nhanh quá nhỉ. Nhưng mà tôi muốn lấy bao nhiêu tiền đó là chuyện của tôi, chả có pháp luật nào quy định cả. Anh ngồi trên xe tôi thì cước phí cho tôi quyết định. Nói tóm lại là cuối cùng ông có muốn trả tiền hay không, hay là không có tiền? Thật quá đáng. Tôi có tiền nhưng tôi không chấp nhận mức giá 5 đô la cho một quãng đường ngắn như vậy. Như này thì khác gì ăn cướp chứ. Cái gì ăn cướp ư? Sao anh dám nói như vậy? Nếu về đắt á thì ngay từ đầu anh hãy gọi xe ngựa ấy. Bây giờ muốn quỵt tiền chứ gì? Vậy để tôi chở anh đến đồn cảnh sát, chúng ta cùng giải quyết nha. Anh cầm tiền đi. Lần sau chớ làm cái trò thính tiền bẩn thỉu với giọng điệu hống hách như vậy nữa. Kết quả sẽ không vui như hôm nay đâu. Tôi chỉ bị anh lừa lần này mà thôi, đừng mong có lần sau nữa nha. Đã không có tiền rồi còn nhỏ giọng đe dọa à? Tôi đố anh dám làm được gì tôi đấy. Lần sau không có tiền thì đừng gọi xe hơi đi làm gì. Tôi cũng không thèm gặp lại những khách hàng như anh đâu. Đúng là một gã ngang ngược. Sao trên đời này lại có người như anh ta cơ chứ. Lần sau có lẽ mình nên hỏi giá trước cho đỡ bực mình, hoặc đi xe ngựa thì hơn. Khoan đã, có vẻ như nhu cầu đi lại bằng xe hơi ở New York rất lớn. Để xem tôi có thể làm được gì với anh nha, gã tài xế láo tuyết. Cậu nghĩ rằng người ta sẽ trả một đống tiền gấp 10 lần đi xe ngựa để ngồi trên chiếc xe lòe loẹ thế này hay sao? Cậu không đùa tôi đấy chứ. Nếu là tôi thì tôi sẵn sàng ngồi trên xe ngựa giá rẻ. Có thể sẽ hơi ê ẩm một chút, nhưng giá thì khiến tôi dễ chịu hơn rất nhiều. Tất cả đều là xe Darrak nhập nguyên chiếc từ Pháp, chứ không phải mấy cỗ máy chạy hồng hộc như những cái ống khói di động khắp New York này đâu, bác Onbert à. Thế còn đây là những cái máy gì? Trông nó lạ thật. Ở trên đó còn có những dãy số nữa chứ. À, đó chính là chìa khóa cho dịch vụ xe của cháu đấy ạ. Đây là đồng hồ taximeter. Mỗi một chiếc xe đều sẽ được lắp đặt một chiếc đồng hồ này. Đồng hồ taximeter ư? Nghĩa là gì? Vâng, đồng hồ này sẽ đo quãng đường mà xe đã chạy được. Dựa vào đó, người tài xế sẽ tính phí khách hàng dựa trên bảng giá có sẵn. Như vậy, khách hàng có thể tự kiểm tra lộ trình và nhận về mức giá vừa ý. Ồ, một ý tưởng thật hay ho. Thực ra gần đây tôi cũng đã gặp trường hợp này. Tôi đã gọi một chiếc xe hơi để về nhà, nhưng cậu biết không, người tài xế đó đã yêu cầu tôi phải trả 10 đô la cho một quãng đường còn chưa tới 3 km. Thật không thể tin nổi. Bây giờ nếu có những chiếc xe tính giá sẵn như thế này
thì quá thật là đáng tin hơn nhiều. Đó cũng là lý do mà công ty cháu tên là Taxi Cab New York đấy ạ. Suy nghĩ của cậu thì hay đấy, nhưng tại sao cậu phải sơn những chiếc xe hơi đắt tiền của mình thành loè loẹt đến như vậy chứ? Cậu tính gây chú ý à? Tôi thấy trong vẻ ngoài của những chiếc taxi này không xứng đáng với giá trị thực của chúng chút nào. Có như vậy thì người ta mới nhận ra đội xe của cháu so với cả một đám xe trên phố chứ bác. Xe của cháu sẽ là một thương hiệu riêng, chuyên chở những khách hàng có nhu cầu đi lại. Harry, tuy cậu có sẵn một ông bố rất giàu, nhưng lần này e rằng cậu đã ngốn quá nhiều tiền của ông ấy rồi. Đội xe này của cậu sẽ ế khách cho mà xem. Cậu đã làm mất đi hình ảnh sang trọng, thời thượng của chiếc xe hơi rồi. Đặt dưới góc độ của khách hàng, cháu nghĩ họ cần sự tiện lợi, minh bạch và sự lịch sự hơn là một dịch vụ hào nhoáng nhưng kém chất lượng bác Onbert à. Việc không minh bạch giá cả sẽ khiến khách hàng cảm thấy không được tôn trọng. Cháu cũng đã từng gặp những trường hợp như vậy nên cháu có thể hiểu họ. Mới 30 tuổi đầu mà cậu định đòi trứng khôn hơn vịt sao? Để rồi xem, cậu sẽ phải sớm sáng mắt ra mà thôi. Sẽ chẳng ai bước lên những chiếc xe quái đản này đâu, nhất là những lão già khó tính như tôi. Cậu làm như thế này chỉ khiến những chiếc xe sang trọng này bị hạ thấp mà thôi. Vẫn không có khách hàng hả Kenvin? Vâng thưa ngài, theo tôi nghĩ thì dọc đại lộ này đều là những công ty tài chính sầm uất, với những người qua lại chủ yếu là những ông bà chủ lớn. Họ thường đã có xe riêng đưa đón rồi ạ. Vậy thì cậu hãy cho đội xe chạy một vòng quanh thành phố đi. Hãy đi xung quanh những khu vực nào tập trung đông người, nhất là những trung tâm thương mại và văn phòng nha. Chúng ta làm vậy để làm gì? Chúng ta đã ế ẩm thì không có khách rồi, bây giờ còn phải đi khắp thành phố, trong khi không chở khách thì sẽ tốn nhiều nguyên liệu đấy ạ. Để thu hút sự chú ý, chắc hẳn sẽ rất nhiều người dân tò mò về đội xe này. Sau đó, các cậu cần dừng xe ở một địa điểm nào đó có nhu cầu gọi xe nhiều, như là... À, nhà hát. Đúng rồi, nhà hát. Ở đó ắt hẳn sẽ có nhiều quý bà quý cô ăn vận diêm dúa đi xem nhạc kịch. Và họ sẽ cần phải gọi một chiếc xe để đi về. Và đó sẽ là những khách hàng tiềm năng của chúng ta, đúng không nào? Vậy để tôi cho tiến hành ngay ạ. Này, một đám xe giống như đúc của các anh đi diễu hành đấy à? Trong những chiếc xe sang trọng này lại có màu sắc kỳ lạ làm sao? Thưa bà, chúng tôi là dịch vụ chuyên chở khách hàng có tính phí dựa trên quãng đường đã đi được, đo bằng thiết bị taximeter ạ. Ồ, nghe chừng cũng thú vị đấy nhỉ. Vậy là tôi đi bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu sao? Anh sẽ không đòi giá cao hơn đấy chứ? Đương nhiên rồi thưa bà. Chúng tôi đã quy định giá niêm yết cho từng cây số mà bà di chuyển. Vì vậy sẽ không có chuyện bà phải trả số tiền nhiều hơn đâu ạ. Bà hoàn toàn có thể thử trải nghiệm dịch vụ một lần để xem sự khác biệt với xe ngựa hay dịch vụ xe thuê khác ạ. Với sự minh bạch, rõ ràng và thái độ lịch sự tận tình của tài xế, dịch vụ thuê xe của Harry dần tạo được lòng tin cho khách hàng và nhanh chóng phát triển với quy mô lớn. Không biết gã nào đã bày trò này để phá chuyện làm ăn của chúng ta. Phải đến tận công ty của hắn để làm cho ra nhẽ chuyện này mới được. Nè, tại sao anh lại bày ra cả đống xe thuê phá giá như vậy chứ? Anh định tiệt đường sống của chúng tôi à? Anh có biết chính vì sự phá hoại của anh mà thời gian qua chúng tôi không có một khách hàng nào không hả? Anh lại dám cạnh tranh với chúng tôi bằng cách đó sao? Chắc anh không nhớ tôi là ai. Chứ tôi thì nhớ mãi việc anh lấy 5 đô la cho một quãng đường hơn 1 km của tôi. Nhờ vậy mà tôi mới có ngày hôm nay đấy. Vì không thể chấp nhận nổi sự vô lý của các anh nên tôi đã cho ra đời những chiếc xe taxi chuyên chở khách hàng như vậy. Anh Sao nào, anh chưa nhớ ra đúng không? Vì mỗi ngày trôi qua, chính anh cũng chẳng nhớ nổi mình đã hống hách và vòi giá tiền trên trời với bao nhiêu vị khách. Vì lúc ấy anh là người định giá cơ mà. Chính các anh là người phá giá nên mới không thể cạnh tranh nổi với chúng tôi. Tại sao các anh lại dám lấy giá cắt cổ như vậy? Chính vì sự tham lam của các người mới gây ra điều này đấy. Vậy là bằng sự nhanh nhạy của mình,
Harry đã biến đội xe năm nào phát triển rực rỡ và khiến mô hình thuê xe tính giá theo taximeter được phổ biến khắp thế giới. Về sau, người ta gọi những chiếc xe này là taxi, bắt nguồn từ đồng hồ đo taximeter được bắt buộc gắn trên mỗi chiếc xe này. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về doanh nhân Harry and Allen tại Mỹ năm 1907, cha đẻ của khối Rubik. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật của vị giáo sư kiến trúc học trường Đại học Thiết kế và Nghệ thuật Hungary, ngài Erno Rubik ở Hungary, người đã phát minh ra khối vuông Rubik, một trò chơi giải đố cơ học được cả thế giới biết đến gần 100 năm nay. Hungary, những năm 1950. Thằng nhóc từ nhỏ đến lớn vẫn như vậy, chỉ thích những trò chơi về sắp đặt và tạo hình không à. Anh cứ đưa nó bộ lắp ráp là y như rằng cả thế giới trước mặt đều trở nên vô hình vậy. Không ngờ từ những thanh gỗ để đốt lò mà con trai chúng ta có thể xếp ra ngôi nhà đẹp thế kia. Thật là khó tin, năm nay nó chỉ mới lên 6 tuổi thôi đó. Có khi nào con chúng ta là đứa trẻ có tài năng thiên bẩm liên quan đến tạo hình không? Cũng có thể lắm đấy. Hiếm có đứa trẻ nào ở độ tuổi này có thể kiên nhẫn hàng giờ với những món đồ chơi như con trai chúng ta. Thường bọn trẻ sẽ chài nhảy và la hét cả ngày và cả thèm chóng chán với những món đồ chơi. Nhưng Rubik thì khác, thằng bé có vẻ trầm ổn và tính tập trung rất cao. Đẹp không ba mẹ? Con đã mất rất nhiều thời gian mới dựng được ngôi nhà này đó ạ. Quá đẹp. Đẹp hơn cả nhà kiến trúc sư xây lên ấy chứ. Sau này lớn lên, con sẽ làm một kiến trúc sư ba mẹ ạ. Nhất định con sẽ làm xuất sắc ấy chứ. Con sẽ xây dựng nên những ngôi nhà thật đẹp. Liệu con có thể trở thành một kiến trúc sư giỏi không ba mẹ? Sau này, con sẽ xây dựng cho ba mẹ một ngôi nhà thật to nha. Nó sẽ là một ngôi biệt thự rộng lớn và tiện nghi. Nhiều năm sau, quả thật, Rubik đã theo đuổi đam mê học kiến trúc, xuất sắc tốt nghiệp Đại học Kiến trúc và trở thành giáo sư trường nghệ thuật ứng dụng Budapest, nền tảng từ thời thơ ấu, khiến cho ông cả đời say mê không gian, chuyển động trừu tượng. Giờ học nào của giáo sư Rubik, sinh viên đến cũng đông cậu ha. Ngoài lớp kiến trúc, chúng ta còn rất nhiều sinh viên khoa khác đến học dự tính vì yêu thích bài giảng của thầy ấy đấy. Thầy giáo vừa trẻ vừa tâm huyết, ai chả thích. Hơn nữa thầy Rubik là giáo sư trẻ nhất trường của chúng ta đó. Tài năng của thầy ấy đến những giáo sư lão làng cũng phải nể trọng đó. Những giờ học của thầy Rubik rất khác biệt. Cách thầy giảng dạy cho sinh viên vừa dễ nhớ lại vừa dễ hiểu nữa. Tháng sau sẽ phải lên lớp bài giảng về khái niệm và cấu trúc không gian ba chiều. Bình thường mỗi khóa học, sinh viên của mình khi học đến mảng này đều tỏ ra không hứng thú vì độ khó hình dung của các bài học trừu tượng. Mình phải thay đổi cách tiếp cận để bài học thật thú vị và được cụ thể hóa hơn, nên tìm những ví dụ cho sinh viên về phần bài học không gian vốn trừu tượng và khô khan này. Ngoài việc tạo hình khối lập phương cụ thể, mình nên kích thích sự khám phá của các học trò bằng cách trình bày nó dưới dạng một trò chơi chẳng hạn. Và trò chơi về khối lập phương này tạm thời đặt theo tên mình là Rubik đi. Phải tìm cách để các khối vuông nhỏ có thể chuyển động độc lập, dễ dàng mà không rơi ra. Như vậy, nó sẽ là một khối thống nhất nhưng lại có thể chuyển động. Đây sẽ là trò chơi thú vị đây. Chúng cần được kết nối bằng một lõi xoay bên trong để đảm bảo khi những khối vuông nhỏ chuyển động thì vẫn được gắn liền trong cả khối lập phương này. Giờ thì cần đánh dấu những khối vuông nhỏ này. Rubik
cũng đã thử nghiệm nhiều cách khác nhau để đánh dấu những khối vuông nhỏ hơn bằng ký hiệu, bằng hình ảnh. Nhưng cuối cùng, ông đã chọn một giải pháp đơn giản nhất. Đó là 6 mặt Rubik sẽ được sơn phủ 6 màu khác nhau. Mình cần thống nhất quy luật trò chơi với khối Rubik này. Để giải được bài toán về trò chơi Rubik, người chơi sẽ phải đối mặt với việc bị xáo trộn tất cả các vị trí của các khối vuông nhỏ ở mỗi mặt, không theo một quy luật trình tự nào. Người chiến thắng là người khôi phục tất cả các mặt của khối Rubik về màu đồng nhất. Chà chà, sẽ cần nhiều thời gian cho việc này đây. Mình thử nghiệm xem sao. Không ngờ việc sắp xếp lại các mặt đồng màu lại khó như vậy. Không ổn rồi. Nếu ngay cả mình cũng khó thể thực hiện được việc sắp xếp các khối vuông nhỏ đồng màu như thế này, thì làm sao có thể đưa chúng cho sinh viên thực hiện được? Phải cải tiến nó dễ dàng hơn. Tuy vậy, Rubik nhận thấy rằng nếu chỉ xoay khối vuông một cách ngẫu nhiên thì sẽ mất cả đời để giải được nó. Nhưng vốn tính thích khám phá và giải mã đến cùng lúc nhỏ, ông quyết tâm giải được bài toán lập phương do chính mình tạo ra. Chỉ còn một khối vuông này nữa thôi là mình thành công rồi. Mất khá nhiều thời gian mình mới xoay được các khối vuông đồng màu về cùng một mặt. Cả ngày nay mình mới làm được một mặt màu đỏ này thôi. Khi bắt tay vào thực hành, ông phát hiện ra những trình tự xoay nhất định sẽ giúp sắp xếp lại vài mặt đồng màu cùng lúc. Trong vòng một tháng, ông đã giải được trò chơi này. Chiếc Rubik đầu tiên được ra đời tại Đại học Thiết kế và Nghệ thuật Hungary tại Budapest như một công cụ dạy học của vị giáo sư kiến trúc trẻ vào năm 1974, khi ông Rubik mới ở tuổi 30. Đây là khối lập phương Rubik, thầy đặt theo họ tên của mình. Hiện trên tay thầy là 6 mặt lập phương được đánh dấu bằng 6 màu khác nhau. Các em sẽ được đối mặt với trò chơi không gian 3 chiều đầy thử thách. Nào, bây giờ sau khi thầy xáo trộn các khối vuông nhỏ, các em hãy sắp xếp nó về các mặt đồng màu nha. Chúng em chưa nhìn thấy thứ này bao giờ. Thầy có gợi ý nào về cách chơi khối vuông này cho chúng em không ạ? Các em chỉ cần xoay nhẹ theo chiều ngang hoặc dọc là sẽ có thể di chuyển được những hình vuông nhỏ trong khối Rubik này. Có quy luật để có thể thực hiện trò chơi này nhanh và chính xác, nhưng thầy sẽ không gợi ý. Các em hãy tự tìm ra nha. Để xem ai sẽ là người thực hiện được việc này nhanh nhất nha, thầy sẽ có một phần thưởng nhỏ nhỏ cho người chiến thắng. Chỉ cần xoay là sẽ có thể sắp xếp những khối vuông nhỏ này về đồng màu sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Đó là thử thách của thầy Rubik đưa ra cho chúng ta mà. Chắc chắn đó không phải là một chuyện ngon ăn đâu. Những bài tập của thầy luôn làm khó chúng ta mà. Thì ta cứ thử đi mới biết được nó khó hay không chứ. Ý, khó quá thầy ơi. Em xếp mãi, nó không về nổi cùng một mặt được. Em cũng thế thầy ạ. À, em xoay mãi mà chẳng được mặt nào cả. Thầy cũng phải mất cả tháng mới giải được trò chơi này. Các em chỉ thành công khi tìm ra quy luật xoay mà thôi. Thầy có mang đây nhiều khối Rubik để các em thử nghiên cứu nè. Ồ, trò chơi này đúng là một thử thách rồi. Vậy thì chúng em nhất định sẽ thử sức. Trò này khó quá. Mãi mà tớ chẳng thể xoay cho các màu về cùng một mặt được nè. Tớ cũng như vậy. Tớ đã xoay được 8 ô vuông cùng màu về cùng một mặt rồi, nhưng mà lại không thể xoay nốt ô vuông còn lại, xếp vào chỗ còn thiếu được. Thử thách của thầy Rubik đúng là chưa bao giờ dễ dàng để thực hiện mà. Nhưng mà cũng thú vị đó chứ. Sao con không ăn đi mà cứ cầm thứ đồ đó mãi thế? Đây là thử thách của thầy giáo đưa cho lớp của con đó bố à. Chúng con phải quay những ô vuông nhỏ có màu giống nhau về cùng một mặt phẳng. Chà, thầy giáo còn có cách dạy thú vị quá ha. Dạ vâng, giờ học của thầy á, lúc nào cũng rất đông sinh viên tham dự đó bố. Có cả những người đến học dự thính nữa. Nhưng mà thử thách này thầy đưa ra cho chúng con khó quá. Con xoay mãi mà con vẫn chưa làm được nè. Trò này tưởng dễ mà khó phết ha. Mình phải xoay cho bằng được mới được. Thầy xem, chúng em thành công rồi. Em đã xoay được các mặt đồng màu theo thử thách của thầy rồi đấy ạ. Wow, trò chơi này thực sự rất thách thức trí tuệ. Em nghĩ sẽ có rất nhiều người thích nó. Thầy chỉ dùng nó làm công cụ dạy học cho bọn em thì thật phí. Thầy hãy công bố Rubik ra thị trường để nhiều người được tiếp cận trò chơi này hơn đi ạ. Mọi người có thể thách đố nhau và thi nhau khôi phục khối Rubik đó ạ.
Nếu các em đã ủng hộ những khối Rubik này đến vậy, thầy sẽ thử xem. Nếu có thể phổ biến trò chơi này tới mọi người thì cũng là điều rất tốt. Trò Rubik này quá khó, kén người chơi, bán được rất ít. Tôi không thể hợp tác với thầy đưa nó ra thị trường được. Chúng tôi cần một trò chơi thú vị để khiến khách hàng thích thú với nó kìa. Trò chơi cần nhiều thời gian và kiên nhẫn thế này à, không hợp với đối tượng khách hàng của chúng tôi. Nói thật với anh, khách hàng của tôi nói trò chơi Rubik của anh thật vô bổ và nhảm nhí. Lý do là vì anh ta mất cả tháng không giải được nó. Nó cũng không có tờ hướng dẫn cụ thể nào cả. Xin lỗi nha, nhưng tôi không thể hợp tác với anh được nữa. Rubik đó hả? Nó là cái trò ngớ ngẩn nhất mà cháu từng chơi đó. Cứ xoay xoay rồi chẳng đi tới đâu hết. Vừa mất thời gian vừa phải đau đầu vì nó. Ai mà thèm chơi trò chơi như thế chứ. Người ta chơi là để giải trí cơ mà. Tôi cũng không thất vọng lắm đâu. Vốn dĩ đây là công cụ dạy học của tôi. Tôi biết là trò chơi này rất khó và hạn chế đối tượng tiếp cận. Nhưng được sinh viên lớp mình đứng giảng chấp nhận đã là một thành công của tôi rồi. 6 năm sau, Rubik không dễ dàng đến với đại chúng Hungary vì độ khó của nó. Phải sau 6 năm, doanh nhân người Hungary Tibor nhận thấy sức hấp dẫn của Rubik và đã liên hệ hợp tác kinh doanh với thầy Erno Rubik. Đầu năm 1980, Rubik được ra mắt tại các hội chợ thế giới tại New York, London, Paris. Rubik còn được giới thiệu tại Hollywood và bắt đầu những ngày tháng huy hoàng của trò chơi trí tuệ này. Chỉ một năm sau khi ra mắt sản phẩm, Rubik đã khiến cả thế giới điên đảo. Trong 3 năm đầu, công ty sản xuất đã bán được 100 triệu khối Rubik. Thú vị hơn, nếu đem số khối Rubik đã được bán ra trên toàn thế giới để xếp thành một ngọn tháp, nó có thể dài bằng khoảng cách từ Bắc bán cầu tới Nam bán cầu. Giáo sư Rubik vốn chỉ định tạo ra một công cụ dạy học mới. Không thể tưởng tượng nổi mình lại tạo ra trò chơi có sức hút toàn cầu đến tận ngày nay. Tiếng chuông định mệnh. Đẹp quá Jordan, đã quá lâu rồi không trở về nơi đây. Nhưng vùng thảo nguyên này cũng không có nhiều thay đổi, phong cảnh vẫn bình yên như thế. Đúng vậy, cũng khoảng thời gian này 20 năm trước, chúng ta đã rời khỏi quê hương lên thành phố lập nghiệp. Khi ấy chúng ta mới chỉ là những thanh niên mới lớn, không có gì ngoài nhiệt huyết và tuổi trẻ. Nghĩ lại mà tôi thấy thời gian trôi đi nhanh quá trên đi ạ. Tôi cũng thấy nhanh như anh đó. Đúng là thời gian không chờ đợi một ai cả. À mà thôi, đã đến lúc chúng ta được tận hưởng rồi. Khi còn ở trên thành phố, mỗi khi cuộc sống khó khăn cực nhọc quá, tôi vẫn luôn thèm cảm giác được nằm trên bãi cỏ mát rượi ở thảo nguyên như hồi còn nhỏ. Cuối cùng thì cũng có lại cảm giác hạnh phúc đó rồi. Nhìn anh có giống trẻ con không kìa. Vậy đi mà về làng cho sớm. Tôi còn phải thu xếp nhà cửa rồi còn đón vợ con về nữa. Vậy là từ bây giờ, tôi sẽ có một cuộc đời tự do theo ý muốn rồi. Có thể tự do tìm một người phụ nữ tâm đầu ý hợp, lập gia đình, sống yên ổn hết phần đời còn lại với số vốn bao nhiêu năm nay gom góp tích góp. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là trong lòng cũng đủ thấy lâng lâng vui sướng. Tôi chẳng thấy ai như anh hết. Ngần ấy năm mà anh không hẹn hò yêu đương, không lê la hàng quán nhậu nhẹt, cũng chưa từng tiêu xài phung phí. Bấy lâu nay tôi vẫn cứ thắc mắc, chúng ta chỉ có một lần sống trên đời mà thôi, tại sao anh cứ ép mình phải khổ sở như vậy? Hóa ra anh để dành đến lúc này tiêu tiền một thể hay sao? Jordan, đúng là như thế đó. Từ trước tới nay tôi luôn nghĩ cuộc sống của mình vốn không được may mắn như nhiều người khác. Chúng ta được sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, cái gì cũng thiếu thốn. Tôi chỉ muốn tiết kiệm để đến ngày này được thảnh thơi hưởng thụ từ thành quả của mình vất vả làm ra mà thôi. Có chuyện gì? Sao anh đang nhảy chân sáo mà bỗng nhiên khựng lại thế?
anh có nhận ra ai đây không? Tôi nhìn ông cụ thấy quen lắm, cả cái chuông nhỏ trên tay cụ kia nữa. Tôi đã thấy nó ở đâu rồi? Tôi cũng trông thấy rất quen. Nếu không nhập thì từng nhìn thấy cụ trong một cuốn truyện cổ tích nào đó rồi thì phải. Chào hai cậu. Hai cậu là Trendy và Jordan, vừa mới từ thành phố trở về đây có phải không? Ta ngồi đây đợi hai người đã mấy ngày nay. Ta là người chuyên đánh cho mọi người nghe tiếng chuông cuối cùng trong đời họ. Chắc là cả hai cũng phải vài ba lần vô tình thấy ở đâu đó, hoặc nghe người nào đấy kể chuyện về ta rồi chứ nhỉ? Trời ơi, đúng là cụ già chuyên đánh tiếng chuông định mệnh rồi. Tiếng chuông cuối cùng trong đời ư? Cụ đợi chúng ta qua đây là thế nào? Có nghĩa là... Không, không, chẳng lẽ chúng ta đã tới ngày tận mạng rồi ư? Không thể nào, cả hai chúng ta chỉ vừa mới đặt chân trở về quê hương thôi mà, còn chưa được thảnh thơi tận hưởng ngày nào. Thưa cụ, nhất định phải mang chúng cháu đi sao? Đúng vậy, ta ở đây để thông báo rằng hai người chỉ còn sống được 3 ngày nữa. Sau 3 ngày, ta sẽ đến để đánh một tiếng chuông. Sau khi nghe thấy tiếng chuông này, hai cậu sẽ giã từ cõi đời ngay lập tức. Nhưng thưa cụ, chúng cháu vẫn rất khỏe mạnh, không hề có bệnh tật gì, khi sống cũng chưa từng gây tội lỗi. Tại sao cả hai lại phải bỏ mạng sớm như vậy ạ? À? Không lẽ chúng cháu sẽ gặp tai nạn đột ngột hay sao? Những người qua đời vì tiếng chuông định mệnh này không gọi là bỏ mạng. Thượng đế yêu thích họ vì một lý do nào đó, nên cho họ cách siêu thoát đặc biệt không đau đớn để nhanh chóng lên thiên đường. Nhưng... Đừng nhân nhị gì cả. Ta đã nói rồi, đây là một ân huệ đặc biệt đối với hai người mà. Người phàm đâu phải ai muốn là cũng có được đâu. Thôi, hai cậu thu xếp công việc còn gian dở đi. 3 ngày nữa ta sẽ tới. Chúng ta phải làm sao đây? Tôi thực sự rất sợ. Bây giờ lo lắng, sợ hãi cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Thượng đế đã quyết, chỉ còn cách nghe theo thôi. Bây giờ chúng ta ai về nhà nấy nhé. Hãy cố gắng sống thật tốt trong 3 ngày cuối cùng trên thế gian này đi, bạn của tôi ơi. Cuộc sống của hai người đàn ông vẫn không có gì thay đổi sau khi gặp ông cụ với chiếc chuông lạ. Những ngày sau đó đều là những ngày nắng đẹp. Sau khi trở về nhà, Trendy cả đêm không ngủ được. Lúc nào anh cũng trong tâm trạng u sầu buồn bã, nhớ đến những tháng ngày đã qua. Mẹ, mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Con đi làm ăn xa, sau vài năm có vốn liếng, con sẽ trở về mua cho mẹ thật nhiều gia súc. Chúng ta sẽ mở một trang trại thật lớn mẹ nhé. Còn xa nhà cũng phải tự chăm sóc bản thân. Mẹ chỉ mong gia đình ta thoát khỏi nợ nần, rồi con mau lập gia đình. Còn cái đệ huề là mẹ mãn nguyện rồi con ạ. Mọi người nhanh chân lên, lát nữa còn có thêm 2 tàu lớn, hàng về còn nhiều lắm. Chấm như rùa bò thế này thì đến tối cũng không xong được đâu đấy. Lát nữa ta kiểm tra, ai vác được nhiều hàng sẽ được thưởng thêm $3, còn ai lười biếng chống đối sẽ không được bữa ăn này. Trendy, anh có sao không? Trời ơi, ban nãy anh còn hăng say lắm cơ mà. Anh ấy bị say nắng rồi, chắc là do làm việc quá sức nên ngất xỉu. Mau gọi bác sĩ đến xem sao. Thanh niên trai trắng gì mà yếu vậy? Tiền thuốc và tiền đền hàng rơi dở sẽ trừ vào tiền công tháng này của cậu ta vậy. Nào nào, đừng có túm tụm lại như vậy nữa. Cậu ta chắc là đã bị ốm sẵn từ trước rồi, chứ làm gì mà chăm chỉ đến kiệt sức đâu. Không xem nữa, những người khác tiếp tục làm việc đi, để một cậu ở đây thôi. Ôi trời ạ, tình trạng của anh đã nặng đến thế này,
Vậy mà bây giờ mới chịu đến gặp bác sĩ để chẩn bệnh à? Bao nhiêu năm nay anh lao động chân tay nặng nhọc nên cột sống đã dần bị thoái hóa. Anh nên tự bỏ công việc hiện tại nếu không muốn tình trạng nặng hơn. Bao nhiêu năm xa quê vất vả kiếm sống, khi trở về mẹ cũng đã không còn. Mẹ mình cũng chưa được hưởng một ngày đủ đầy bình yên bên con. Ngay cả bản thân mình cũng chưa có lấy một ngày không phiền muộn vì nợ nần tiền bạc. Đây là số tiền mình đã dùng cả tuổi trẻ để đánh đổi mới có được. Phải đếm đi đếm lại cho thật chính xác. Trời ơi, hết một ngày rồi, còn hai ngày nữa là ông già gõ chuông sẽ tới. Từ lúc có kế hoạch trở về quê hương, mình đã mong chờ được cùng đám trẻ cầm chuông đi chăn dê, hồi tưởng lại cảm giác thân thuộc vô ưu khi còn nhỏ. Thế mà cho đến khi về, mình lại không dám bước ra ngoài nửa bước. Ông lão đó sẽ tới bất cứ lúc nào. Đến trong mơ cũng không thể ngờ, cuối cùng lại gặp ông cụ với chiếc chuông lấy đi sinh mệnh. Trời ơi, tại sao lại là mình chứ? Mình không muốn ra đi. Ông già ấy sẽ tới đây thật ư? Ngày mới đã lên rồi sao? Mình mệt quá mà ngủ mê mệt từ lúc nào không hay. Đã là định mệnh thì dù có buồn lo thế nào cũng không thể thay đổi được. Chi bằng hãy dùng 3 ngày ít ỏi còn lại để làm những việc lâu nay mình vẫn ấp ủ. Jordan quyết định thức dậy đón ngày mới tràn đầy năng lượng. Jordan đã về đấy hả cháu? Lần này cháu về thăm nhà hay về ở hẳn thế? Có dẫn theo vợ con về không? Dạ, cháu về trước vài hôm rồi sẽ đưa vợ cùng các cháu về sau. Tối ngày mai, mời hai bác cùng mọi người sang nhà cháu mở tiệc một bữa nhé ạ. Mừng cháu trở về sau nhiều năm xa quê. Được, được. Cũng lâu rồi người trong làng ta không được mở tiệc chiêu đãi. Để chúng ta đi báo với tất cả mọi nhà. Dạ, vâng ạ. Bò mẹ nhiều sữa quá. Chú Jordan lên thành phố buôn bán đã lâu mà vẫn còn biết cách dắt sữa bò ạ? Nhớ chứ cháu. Chú càng đi xa lại càng nhớ quê. Đến trong mơ cũng vẫn mơ được cùng mọi người trong thôn dắt sữa bò, lấy lông cừu uống trà sữa đó cháu. Sau này cháu cũng sẽ lên thành phố làm ăn như chú. Cháu sẽ mang trà sữa của vùng thảo nguyên mình đi bán, để mọi người khắp nơi đều biết đến thức uống bổ dưỡng này. Bọn trẻ lanh lợi thông minh là vậy mà vẫn chưa được đến trường, thật tội nghiệp. Cảm ơn cậu nhé Jordan. Ê, chúng ta là người cùng một thôn, không cần câu lệ khách sáo vậy đâu ạ. Nhân đây, cháu có chuyện muốn thưa với mọi người. Cháu muốn dùng một phần tiền tiết kiệm của mình để xây một chiếc cầu băng qua con suối lớn kia. Là thật sao? Thật tốt quá. Vậy là từ nay chúng ta không phải lội suối mỗi lần vào rừng lấy măng nữa. Và một khoản khác, cháu sẽ dùng để xây trường cho những em nhỏ. Trẻ nhỏ đều cần đi học để có một tương lai tốt đẹp hơn. Thưa mọi người, số tiền còn lại mọi người hãy chung tay với cháu mang hết đi phân phát cho người nghèo khổ được không ạ? Jordan, cháu thật tốt bụng. Cả làng đều hiểu tấm lòng của cháu. Mai này những đứa trẻ lớn lên sẽ vô cùng biết ơn cháu vì hành động cao cả ngày hôm nay. Cháu không nghĩ nhiều thế đâu ạ. Cháu chỉ làm những việc mà một người con xa quê lâu năm có thể làm mà thôi. Bao nhiêu năm nay cháu chưa làm được gì cho vùng quê mình sinh ra hết, nên vô cùng áy náy ạ. Cảm ơn, cảm ơn Jordan. Đã sắp hoàng hôn ngày thứ ba, vậy là sự sống của mình chẳng còn bao lâu nữa. Thượng đế, xin người hãy nghĩ lại, hãy tha cho con một lần. Trời ơi, tới lúc rồi ư? Ta đã báo trước rồi mà. Ngay khi tiếng chuông định mệnh vang lên, Trendy ngã lăn ra tắt thở. Người dân trong làng đều vô cùng biết ơn Jordan. Họ tới nhà anh múa lân và múa sư tử. Không khí hết sức náo nhiệt. Không khí đang náo nhiệt, mình đánh chuông mà chả ai nghe thấy gì cả. Mình sẽ trở lại trước nửa đêm vậy. Sắp sang ngày mới rồi,
Nếu không để Jordan nghe thấy tiếng chuông sẽ không kịp mất. Pháo hoa kìa! Vì những hành động đẹp chia sẻ với cộng đồng của Jordan mà làng ta quyết định mở hội sớm luôn từ hôm nay. Ôi trời ạ! Bây giờ là lúc nào mà họ còn đốt pháo hoa? Thật là mọi người đều không nghe thấy sao? Mình có gõ thế nào cũng không được. Anh ta thật là cao số. Jordan trong lúc thất vọng lại thể hiện sự lạc quan, không lo lắng chuyện được mất, sống còn, nên đã may mắn thoát nạn. Còn Trendy vì sự sợ sệt, yếu đuối của bản thân mà đã phải bỏ mạng vì tiếng chuông định mệnh. Người loại bỏ nỗi đau phẫu thuật. Thành phố Boston, Mỹ, năm 1844. Thả tôi ra! Thả tôi ra! Anh ôm chặt hai chân vào! Chặt vào! Mau lên! Không! Không! À! Trời ơi! Nhà sĩ Morton! Cậu tôi ngất rồi sao? Cậu bé được cầm máu rồi. Có lẽ vì đau và sợ quá, cậu ấy đang ngất đi. Lát sẽ tỉnh lại thôi. Nhìn cảnh nhổ răng mà phát sợ, khác gì màn tra tấn ở địa ngục đâu. Trời đất ơi, thế mà tôi có tận hai cái bọng răng sâu. Chẳng lẽ tôi lại đi về? Mẹ ơi, con không nhổ răng đâu. Peter, con phải nhổ cái răng ấy đi nếu muốn chấm dứt đau đớn. Cậu bé nằm trên ghế há mồm cho Morton xem xét. Ông nói, thở dài vẻ ái ngại. Có một cái răng thừa, bị sâu ở trong cùng. Có lẽ phải nhổ thôi. Con không nhổ đâu, sợ lắm, đau lắm á. Bác sĩ, có cách nào giảm đau cho con tôi ngoài rượu hay thuốc phiện vẫn dùng từ trước đến giờ không? Nếu phải phẫu thuật thì không biết còn khủng khiếp thế nào. Thực sự tôi rất xin lỗi bà, vì sự phát triển của y học hiện tại chưa cho phép tìm ra cách nào hiệu quả để loại bỏ sự đau đớn trong các cuộc phẫu thuật. Morton ngồi trong căn phòng làm việc, lật dở sách, suy nghĩ mông lung. Nhà sĩ Horace Wells cũng từng chia sẻ nỗi trăn trở này với mình, nhưng cả mình và anh ấy đều chưa tìm ra câu trả lời. Nhất định phải có cách nào đó tốt hơn, êm ái hơn để giảm thiểu đau đớn chứ. Bác sĩ Morton, anh Horace Wells, anh tới đây có chuyện gì mà hớn hở vậy? Hôm trước, chúng ta mới trăn trở với nhau về việc tìm ra hợp chất lý tưởng để giảm đau trong nhổ răng. Tôi tìm ra rồi, là khí nitro oxit. Bạn tôi ơi, hôm trước khi tiếp xúc với khí này, tôi vô tình vấp ngã chảy máu ở chân mà không có cảm giác đau tí nào. Từ thời đi học bác sĩ nha khoa, tôi đã nghe tiền bối ở trường đại học kể lại câu chuyện khởi nguồn về loại khí thú vị này. Có một nhà khoa học người Anh, trong một lần thử nghiệm trộn mạt sắt với axit nitric rồi đun nóng hỗn hợp đó, và ông ấy đã nhận được một loại khí đặc biệt làm cho lũ chuột lăn ra ngủ như chết. Đó là chất khí nitro oxit N2O. Thật đáng tiếc là ông ấy đã không tiếp tục thử nghiệm để biết rõ hơn về loại khí mới này. Sau đó, tới một nhà bác học khác cũng đã đích thân thử nghiệm chất khí đó và nhận thấy có tác dụng làm mất cảm giác đau và ngủ say. Nhưng ta sử dụng khí đó bằng cách gì cho bệnh nhân? Tính chất hóa học của nó như thế nào? Liều lượng ra sao? Đấy là chưa kể có những cuộc phẫu thuật tỉ mỉ phức tạp kéo dài hàng giờ. Tôi chưa hề nghĩ đến phẫu thuật. Chỉ là hôm qua tôi mới nhờ bác sĩ Rhys nhổ răng sau khi dùng thử khí nitro oxit qua đường thở. Cây răng bay biến nhẹ như cánh hồng. Hay là bây giờ ta thử nghiệm với nha khoa trước đi. Được, tôi sẽ nhờ bác sĩ Warden, giáo sư đầu ngành ở khoa phẫu thuật đại học y Massachusetts, sắp xếp cuộc thử nghiệm nhổ răng với khí này. Dạ ôi, đến xem thử coi mấy người khác nhổ có đúng là không đau thật không cái đã. Chứ chắc gì đã thành công, cứ đợi xem thế nào. Nghe nói các nha sĩ và giáo sư tìm được cách nhổ răng không đau nên tôi phải đến xem ngay. Tôi cũng có cái răng khô mọc lệch mãi chưa dám nhổ đây này. Trời ơi,
hình như là tiếng anh ta. Nhổ răng không đau gì chứ, đúng là mấy tay nha sĩ lừa đảo. Đấy, tôi đã bảo mà, trên đời làm gì có chuyện nhổ ra không đau gì chứ. Xin lỗi mọi người, vì một số lỗi kỹ thuật và thiếu sót trong nghiên cứu, chúng tôi tạm thời khép lại buổi nhổ răng không đau hôm nay. Tôi đã bỏ công việc đến đây chờ chừng các anh trình diễn nhổ răng không đau mà làm ăn thế à? Morton, thực ra khí nitro oxit cũng khá có ích đấy. Nó đã có tác dụng với Horace cơ mà. Chỉ là chúng ta chưa biết cách để nó phát huy hiệu quả thôi. Bác sĩ Warden, nếu hiện tại chưa phải là nitro oxit, nhất định tôi sẽ tìm ra cách sử dụng chất khác hiệu quả và dễ dùng hơn xem sao. Cảm ơn ông đã tổ chức buổi nhổ răng ngày hôm nay. Thật ngại quá. Morton, cậu tới thư viện gặp tôi có chuyện gì? À, tôi có nghe nói hôm trước nhóm nha sĩ các cậu tổ chức buổi trình diễn nhổ răng thất bại. Vẫn có gã la hoài quái gì đâu. Tôi... đúng thật là chúng tôi đã có lỗi khi chưa kiểm chứng kỹ. Các anh đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Một người non nớt như cậu thì làm sao có thể nghĩ ra cách giảm đau được kia chứ. Nhưng, thưa ngài Jackson, đã từng tham gia những bài giảng hóa học của ngài, tôi nghĩ ngài có thể cho tôi một lời khuyên. Nitro oxit sẽ có nhiều trở ngại. Cậu thử dùng ester xem sao. Mới cách đây vài năm thôi, tôi có nghe kể có một vị bác sĩ ở bang Georgia trong lúc vô tình đã tìm ra chất khí ester có thể giảm đau. Sau khi tiếp xúc với khí đó, ông ấy ngã lăn quay, đập cả tay chân vào bàn ghế mà không hề đau đớn. Rồi sau đó, vị bác sĩ ấy đã dùng sulfuric ester thấm ướt khăn mặt, rồi úp lên mũi miệng một bệnh nhân của mình và lấy được khối u sơ sau gáy một cách an toàn. Trời, đã xong rồi ư? Thế mà tôi không cảm thấy gì cả. Nhưng đáng tiếc là ông ấy đã không tiếp tục nghiên cứu cách sử dụng cái khí ester thần kỳ đó, mà chỉ ghi lại vắn tắt là đã dùng ester gây ngủ cho bệnh nhân, rạch mổ lấy cục u, không đau, giá tiền $2. Cậu thử khí ester đi. Tuy rằng tôi cũng biết thừa là cậu lại đi vào con đường ngõ cụt mà thôi. Cậu thử khí ester đi. Tuy rằng tôi cũng biết thừa là cậu lại đi vào con đường ngõ cụt mà thôi. Ester, một chất gây tê cống, gây mất ý thức và dễ bay hơi. Nhưng nếu không biết dùng, nó cũng sẽ dừng lại như buổi nhổ răng thất bại đã xảy ra với nitro oxit. Thậm chí nó còn nguy hiểm đến tính mạng nếu làm không đúng. Chẳng lẽ mình chịu thua, không thể tìm được cách nào để phát huy hiệu quả của nó ư? Đúng rồi, phải có một dụng cụ gì đó tiết chế đúng liều chất ester. Chẳng biết bao nhiêu là đủ nhỉ? Phải thử nghiệm mới được. Morton đã trăn trở và nghiên cứu suốt cả năm trời về cách sử dụng ether để gây mê. Ngày 30 tháng 9 năm 1846, Eben Frost, một nhạc công nổi tiếng trong dàn nhạc thành phố, có một chiếc răng đau, đến nhờ Morton nhổ giùm. Morton lấy một chiếc khăn tẩm ướt chất ether, bịt kín mờ mũi người bệnh và nhổ thành công chiếc răng trong giấc ngủ êm ái của Eben. Bác sĩ Warden, chúng ta có thể dùng khăn thấm chất ether để gây mê cho bệnh nhân. Dùng quá liều chất ether sẽ rất nguy hiểm. Anh Morton, làm thế nào để kéo dài được cơn mê và khi nào bệnh nhân tỉnh lại? Tôi đang tập trung chế ra một dụng cụ để đảm bảo khả năng phục hồi nhanh chóng của trạng thái gây mê. Khác biệt với những người trước đó từng tìm ra công dụng của ether, Morton đã khám phá ra một dụng cụ quan trọng để hít ether, có thể đóng mở tùy thuộc vào trạng thái ý thức của bệnh nhân. Nhiếc, tới đây nào. Morton đã cẩn thận thử nghiệm phương pháp gây mê với các loài động vật, kể cả chú chó cưng của mình. Ông Abbott, cần phải phẫu thuật lấy trọn khối u đó. Ông có đồng ý mổ không?
Bác sĩ Warren, tôi hoàn toàn tin cậy quyết định của ông, dù có phải chịu mọi đau đớn. Tôi đang tập trung chế ra một dụng cụ để đảm bảo khả năng phục hồi nhanh chóng của trạng thái gây mê. Abbott, liệu ông có đồng ý một lời đề nghị đặc biệt của tôi cho cuộc phẫu thuật của ông không? Bệnh nhân đã sẵn sàng. Bác sĩ Morton có thể bắt đầu. Ông có sợ không? Không, thưa bác sĩ. Xin bác sĩ cho tôi biết phải làm gì, và tôi sẽ làm đúng như thế. Ông hãy hít sâu, thở đều nhiều lần. Ông có đau không? Không. Xin mời giáo sư Warren, bệnh nhân đã sẵn sàng. Ông có thấy đau chút nào không? Không, thưa giáo sư, tôi hoàn toàn không đau. Chiếc bình này quả thực kỳ diệu, Morton, ca mổ đã diễn ra bình yên. Thưa mọi người, tôi gọi sáng chế này là ống hít Ledian. Cái tên này lấy cảm hứng từ dòng sông Lede trong thần thoại Hy Lạp, dòng sông lãng quên ký ức. Anh sẽ đăng ký bằng sáng chế chứ? Điều này sẽ thay đổi toàn bộ lịch sử phẫu thuật y tế trên toàn thế giới đấy. Chắc chắn rồi. Nhưng tôi sẽ tình nguyện dùng ST gây mê miễn phí cho các tổ chức từ thiện và cho binh sĩ bị thương trong chiến tranh. Một tháng sau đó, bác sĩ Morton nhận bằng sáng chế. Để bảo đảm an toàn cho bệnh nhân, các nhà khoa học yêu cầu phải cho biết cấu tạo của chất gây mê. Vì quyền lợi người bệnh, Morton thông báo chất thuốc gây mê là ete. Thế là bắt đầu mối bất hòa giữa bác sĩ nhà khoa Morton và nhà hóa học Jackson. Viện hàn lâm khoa học của các anh bị Morton lừa rồi. Chính tôi mới là người gợi ý chất ete cho anh ta. Chúng tôi chưa nắm rõ được thông tin, vậy để hội đồng xem xét lại, thưa ông Jackson. Sao? Jackson đòi quyền đồng sáng chế phương pháp gây mê ư? Ông ta biết cậu công bố rộng rãi phương pháp vô cảm, nên cũng muốn đòi công lao đấy. Tuy rằng ông ta hiểu rõ đặc tính của ET, nhưng rõ ràng không hề theo đuổi để tìm ra phương pháp ứng dụng ET để gây mê. Nhà sĩ Morton và nhà hóa học Jackson, ai mới thực sự tìm ra phương pháp gây mê? Liệu Morton có phải là kẻ lừa đảo cướp đi công lao của Jackson? Nếu tôi không được cấp bằng cho phát minh phương pháp gây mê này, tôi sẽ tiếp tục kiện. Kiện cho đến khi nào các ông phải chấp nhận tôi là chính chủ của sáng chế này thì thôi. Vậy thì giải thưởng cho phát minh này chúng tôi đành phải giữ lại, vì chưa thể phân định quyền thắng kiện cho ai hết. Morton, bác sĩ Warden, tôi nghe nói ngài đã chuẩn bị nghỉ hưu, còn tới đây làm gì thế? Ngài muốn báo tin cho tôi rằng Viện Hàn Lâm Paris đã trao quyền phát minh cho nhà hóa học Jackson nữa. Họ nhất quyết không trao tiền thưởng cho tôi rồi còn gì. Không, tôi đến là để trao cho ông cái này. Dù chưa thể chứng thực và bảo vệ quyền phát minh phương pháp vô cảm cho ông, Viện Hàn Lâm Khoa học Paris quyết dành đúng số tiền thưởng ấy làm tấm huy chương này khắc tên ông, kèm dòng chữ kinh tặng người ban ơn cho nhân loại. Có biết bao bệnh nhân đã được phẫu thuật trong êm ái nhờ công lao của ông, Morton à. Vậy còn nhà hóa học Jackson? Jackson nữa. Sau nhiều năm tháng tranh cãi triền miên không được gì, ông ấy trở thành người điên dại và giờ phải nằm điều trị trong viện tâm thần. Tôi chẳng rõ kết cục của ông ấy. Tuy tôi sống cũng chật vật, không dư giả gì, nhưng có lẽ sự công nhận này cũng là đủ rồi. Cảm ơn ngài, Warden. Ông chủ, dù không muốn, nhưng tôi phải bán tấm huy chương này.
ông có thể trả cho tôi bao nhiêu tiền? Tấm huy chương này thật quý giá. Ông lấy nó ở đâu ra vậy? Ông có quyền gì để bán nó không? Viện Hàn Lâm Khoa học Paris đã tặng tôi. Giờ tôi chỉ là một lão nông nghèo khổ. Trời đất, chính ông là bác sĩ Morton, người ban ơn cho nhân loại. Tại sao ông lại phải bán chính tấm huy chương này để lấy tiền sống qua ngày? Ông thật sự cần bán chiếc huy chương này sao? Nếu không thì ngày mai cả gia đình tôi chẳng còn gì để ăn nữa. Xin ông cầm tạm số tiền này. Nếu ông là người đã ban ơn cho nhân loại thì tôi cũng phải chịu cái ơn đó. Ông hãy giữ lại chiếc huy chương, tôi không lấy nó đâu. Nhà Morton, ngày sao vậy? Bệnh nhân mới bị tai biến và hôn mê ngày hôm qua đây sao? Chính là bác sĩ Morton đây ư? Trời ơi, nhìn ông ấy tiều tụy quá. Chồng tôi đã phải chịu quá nhiều sức ép, tự phát minh phương pháp gây mê đó. Ông ấy đã tìm ra cách loại bỏ nỗi đau cho mọi người, nhưng lại nhận về quá nhiều đau khổ. Các bạn đồng nghiệp trẻ, trước mắt các bạn là người đã giúp những bệnh nhân bớt đi biết bao nỗi đau thể xác. Không một vị bác sĩ nào có thể làm nhiều hơn ông ấy được. Hãy ghi nhớ gương mặt và cái tên của ông ấy nhé. Đó là bác sĩ Morton. Morton qua đời ngày 15 tháng 7 năm 1868 ở tuổi 49, trong sự thương tiếc của nhiều người. Sau này, để tưởng nhớ công lao của ông trong việc làm dịu nỗi đau nhân loại, thành phố Boston, quê hương ông, đã tiến hành một đài tưởng niệm. 5 năm sau, ở thành phố Boston, tấm bia tượng kỷ niệm đã hoàn thành và được khắc dòng chữ kính tặng William T.G. Morton, người phát minh ra phương pháp vô cảm, người đã loại bỏ hết những nỗi đau ra khỏi phẫu thuật. Tên ông cũng được đặt cho một giải thưởng hàng năm dành cho các tiến bộ trên lĩnh vực nha khoa. Cuối cùng, người ta phải công nhận tài năng của Morton, không chỉ nhờ vào những quan sát của ông về sức mạnh của khí ete, mà còn nhờ vào việc phát triển một phương pháp thô sơ nhưng khoa học để điều chỉnh lượng khí ete vào cơ thể người, từ đó làm tiền đề cho lĩnh vực gây mê. Bộ phim lấy cảm hứng từ nha sĩ William Morton, người đóng vai trò then chốt với việc chính thức tìm ra và sử dụng phương pháp vô cảm trong phẫu thuật ở Boston, Mỹ vào giữa thế kỷ 19. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!